Hello, hello, đây là kênh Sống TV. Mình có nhận được một cái câu hỏi của một bạn gửi về cho mình đó là cái đồng hồ này nó nghe gọi như thế nào? À đầu tiên mình phải nói đây là cái đồng hồ Apple Watch 2022 bản SE và nó chỉ có GPS thôi ha. Nó không có gắn SIM ở trong hay là eSIM, nó không có eSIM nên nó sẽ không thực hiện chức năng là nghe gọi trực tiếp từ cái đồng hồ này mà nó phải được kết nối với một cái iPhone và bạn ấy hỏi mình nó là cái đồng hồ này nó có trả lời được tin nhắn hay không thì ok ừ. đây là một clip mình sẽ trải nghiệm điều này cho các bạn xem ha rồi ok bắt đầu nè ở trạng thái bình thường thì nó như thế này ở đây là cái mặt đồng hồ yêu thích của mình bởi vì nó hiển thị cho mình thấy là chỉ số uv nè rồi nhiệt độ bên ngoài cái mức năng lượng của đồng hồ và cái tính năng này là mình cực kỳ thích bởi vì mình sẽ hẹn những cái giờ để mình tập trung làm việc này bấm vô đây bạn sẽ có thể chọn lựa là 5 10 hoặc là 30 phút hoặc là một tiếng, 2 tiếng, chỉ để tập trung làm việc và nó sẽ đếm giờ cho bạn. Ok, trở lại vấn đề cũ đó là cái đồng hồ này nó sẽ thực hiện chức năng nghe gọi như thế nào. Điều đầu tiên đó là nghe gọi và nhắn tin bằng cái điện thoại thông thường ờ, SMS đó ha. Ok, bây giờ hãy thử nào, mình sẽ soạn một cái tin nhắn cho cái đồng hồ này. Ok, bắt đầu thôi. rồi ok nó sẽ có một cái tiếng tinh như thế và mình sẽ mở lên đây thì ông này nó sẽ hiện lên như vậy nè con ông gọi nè hello cà phê không thì bạn sẽ có một số những cái gợi ý ở đây để bạn trả lời ok thank you uh, can i call you later ok fine và bạn có thể chọn cái ngôn ngữ ở đây ha bạn chọn ngôn ngữ là tiếng việt thì nó sẽ bắt đầu nó đổi qua nè chắc chắn là không có rồi ok rồi cảm ơn bạn tôi có thể gọi lại sau hay không rồi ok đó là cách mà bạn có thể trả lời và bạn sẽ không thể trả lời bằng cái kiểu là bấm hiện lên cái bàn phím ở đây xong rồi đó nó 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 không có bàn phím mà nó sẽ tương đối là khó khăn ví dụ như nó cho bạn vẽ như này cho nó thành ok đi để mình cho nó đó nó sẽ không có hiểu được cái tiếng Việt một cách gọi là rất là ngon lành đâu. Nó sẽ sử dụng những cái ký hiệu không dấu và bạn sẽ vẽ trên này giống như cái trackpad ở trên cái máy tính của bạn vậy đó. Um, đây là một tính năng mình không thích mà um, nó thật là dạo này mình cũng ít khi nào mình nhận được tin nhắn SMS đó. Nhận SMS toàn thấy là spam với lại ngân hàng đòi nợ không. Bây giờ mình sẽ tới cái chức năng đó là nghe và nhận một cuộc điện thoại. Đây để xem nào mình sẽ gọi nó mình sẽ để cái điện thoại gọi vô đây nó xa xa ra xíu. đây, cùng một lúc thì bên điện thoại này nó cũng kêu và ở trên cái đồng hồ này nó cũng sẽ kêu và nó hiện lên. ok, bạn có thể chọn hai cách, một là cầm điện thoại lên nghe, hai là bạn nghe bản này, bấm lên và nói alo alo, đó alo alo. Đó, nó sẽ tự động nó hỏi qua bên này. Bây giờ thế này Ai lâu nghe ngọc nghe love, nghe Thì cái đồng hồ này nó cũng có loa bên trong và nó có micro để nó thu âm cho bạn. Rồi bây giờ mình kết thúc cuộc hỏi đây. Vừa rồi thì mình đã trình bày cho các bạn xem cái tính năng mà nghe điện thoại từ cái đồng hồ này và cái tính năng đó là nhận tin nhắn SMS. Còn bây giờ mình thử mình gọi điện thoại từ nó còn sao ha? Gọi được không ta? Trước giờ mình chưa thử. Ok, để xem nào bấm gần đây và nó gọi luôn. Ok, phải. Hả? Và nó đang gọi. Đợi bên kia người ta trả lời. Ok, thôi mình sẽ thắt nó. Rồi, như vậy là nó gọi điện thoại được, nó nghe điện thoại được và nó trả lời tin nhắn được. Rồi, tiếp theo. Bây giờ mình sẽ qua cái tính năng đó là nghe gọi nhắn tin bằng Zalo thử coi nó sao đó tưng tưng rồi mở lên thì nó sẽ hiện lên là ứng dụng của Zalo nè nó có ông này gọi này hỏi uống cà phê hay không và bạn sẽ có thể chọn cái tính năng trả lời và trả lời thì mình vẫn chưa cài qua ngôn ngữ tiếng Việt đấy bạn có thể bấm 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 như thế này để bạn trả lời ha à nó có cái tính năng là trả lời bằng Siri có nghĩa là đọc mà Siri nó chỉ biết tiếng Anh thôi mà do đó là bạn sẽ phải trả lời nó bằng Siri rồi đương nhiên là bạn phải nói bằng tiếng Anh ha đây mình sẽ bấm hủy để mình nói trả lời thử coi OK I will be there OK nó hiểu tiếng Anh rất là tốt nhưng mà tiếng Việt thì nó không biết phải gì mà nó hơi hoang đường ha Apple Watch phải chứ Apple Watch có Google Assistant ha, thì nó sẽ trả lời cho mình rất là tốt bằng tiếng Việt. <laughs> nó coi hài Apple mà cộng tác với Google. <laughs> rồi, ok. Và trong tình huống mà một cuộc gọi đến từ Zalo thì chuyện gì xảy ra, mình sẽ bắt đầu với nó thử xem. Đó, cái âm thanh quen thuộc từ Zalo nè, từng tưng 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 tưng, rồi. Và cuộc gọi từ Zalo thì nó không liên quan tới Apple Watch các bạn Apple Watch nó chưa có tối ưu cho những cái ứng dụng mà gọi điện thoại từ bên ngoài Và bạn hoàn toàn bạn không thể nhận cuộc gọi từ Zalo Và trả lời cuộc gọi từ Zalo À mà tự nhiên bây giờ mới thấy Là cái ứng dụng Zalo nó còn không xuất hiện ở trên đây Cái bộ lưới ứng dụng chỗ này nè Nó còn không xuất hiện cái ứng dụng Zalo nằm trong này nữa Hả? Nghĩa là nếu mà tương lai ha Zalo mà tạo ra một cái ứng dụng mà nó tương thích với Apple Watch thì câu chuyện nó có thể nó khác đi ở đây mình đang thấy có thằng này Messenger nè thì không biết nó có gọi được không nữa. Ở cái điện thoại này thì mình không có xài Facebook và Messenger do đó là mình sẽ không thử nó ở đây bữa nào rảnh mình sẽ thử và lúc đó có thể mình sẽ làm một cái video clip mới còn hôm nay thì chắc có lẽ mình sẽ kết thúc ở đây ha. Mình sẽ tóm lại đó là cái việc mà bạn nhắn tin bằng SMS từ Apple Watch. Ok. Ừ. Và nhắc lại đây là Apple Watch 2022 SE và bản GPS ha. Không có gắn eSIM bên trong. Rồi. Ừ. Bạn có thể nghe gọi điện thoại từ Apple Watch. Bạn có thể nhắn tin, nhận tin nhắn, trả lời tin nhắn từ Apple Watch. Ừ. Nhưng mà cái việc mà thao tác mà gửi tin nhắn thì nó hơi phiền ha. Rồi, đối với Zalo thì bạn chỉ có thể nhận tin nhắn và trả lời tin nhắn. Bạn có thể trả lời tin nhắn bằng một cái dạng ký tự văn bản là từ ông Siri, ông viết cho bạn. Hoặc là bạn chọn những cái mẫu câu có sẵn. Và nếu mà cuộc gọi đến từ Zalo Call thì bó tay Apple Watch không có làm ăn với bên Zalo. Rồi, ok, tóm lại là vậy. Rồi, goodbye, đây là kênh Sống TV. Kính chúc quý vị khán giả ngày vui. Nếu mà bạn quan tâm gì tới cái đồng hồ này mà bạn có những câu hỏi thắc mắc, bạn có thể để lại comment và mình sẽ làm video clip đó cho bạn. Ok, goodbye, đây là kênh Sống TV. Bye. Và ở video clip sắp tới thì mình sẽ nói về cái tính năng thể dục của cái đồng hồ này. Từ lúc mà mua nó thì mình đã có những cái ngày tập thể dục nó tốt hơn. Và bạn có thể xem ở đây rất nhiều những ngày mà mình hoàn tất tất cả các vòng gọi là vòng thể dục. đây mình sẽ cho bạn xem. Ừ, cái vòng đỏ bên ngoài đó là cái khả năng di chuyển của mình trong ngày. vòng màu xanh lá cây đó là thời gian bạn tập thể dục và vòng màu xanh dương đó là thời gian bạn đứng. À, mục tiêu của mình đó là mỗi ngày mình phải tập thể dục từ 40 phút trở lên và đứng đứng tầm khoảng 12 đến 14 giờ thì cái đoạn này mình đang hàng say quá mình set lên tới đứng 14 giờ thì đôi khi nó sẽ bị quá tải nó đứng không nổi và mục tiêu di chuyển là 400 calorie mỗi ngày thì mình đạt được tới 651 và dựa trên những cái đo lường này thì hàng ngày hàng ngày mình sẽ cải tiến mục tiêu lên và mình cảm thấy là sức khỏe của mình nó tăng lên mỗi ngày và mình rất happy về điều đó mình sẽ chia sẻ về điều này sau ok hẹn gặp lại các bạn trong video clip sắp tới goodbye